Trời, anh chị mình đố em bán cho mình sao combo 3 cây bự đẹp mà có 159.000 hôm nay cho các anh chị coi nè. Đó, đây là anh ba xưa nha, 3 cây bự đẹp dày em bán cho mình 159.000 luôn. Mà cây là hàng có vòi nụ nữa nha các anh chị. Đó, cao bự đẹp, hàng đang vòi 159 thôi. Nói là anh chị nào không tin thì trong clip này mình đặt hàng thử xem coi đúng cây như em giới thiệu không nha. Đây anh ba xưa nè, quá trời vòi luôn, có những cái cây là nó cao gần cả mét luôn các anh chị. Đây, vòi nụ nè anh chị mình thấy không, nụ. Một chậu như thế này là tầm khoảng 3-4 vòi đổ lên rất là bình thường. Mà quan trọng hơn cái dòng này là nó xiên hoa dữ lắm luôn các anh chị. Hàng em bán cho các anh chị hôm nay em lựa cho mình toàn bộ những cây này là đều lùm nha. Tầm khoảng là 4 thân đổ lên và tất cả là đều hàng đang nhú vòi nụ như thế này hết. Anh ba xưa nó có một cái ưu điểm là rất là dễ hoa luôn. Khả năng ra vòi hoa, anh chị mình sẽ thấy có những cây mà em đã từng cắt vòi rồi nè, mà vòi nó tua tủa như vậy nè các anh chị. Nên là ai mà muốn chọn cái dòng lan mà về dễ chăm nè, dễ hoa mà bền hoa, mà hôm nay giá lại rẻ nữa thì mình chọn anh ba xưa nha các anh chị ha. À, với anh ba xưa thì các anh chị mình có thể ghép thành một cái chậu lớn để mình chơi tết, hoặc là anh chị mình trồng trong những cái chậu đất nung đều rất đẹp.